Em chào thầy và các bạn, thì nhóm em là nhóm 6 và cùng nhau tìm hiểu về công cụ CPP Check. Hôm nay thì em sẽ demo kết quả sử dụng công cụ CPP Check để test trên một số tập dữ liệu từ cái nguồn mà thầy giáo cung cấp. Thì ở đây em có 7 bộ dữ liệu, thì bộ Juliet Test này là bộ nhiều nhất. Thì trong này họ có ghi là có 64.000 cái test case được phân làm 118 loại lỗi khác nhau. Thì em nằm trong ở đây. Thì đây những bộ test khác, thì những bộ này nó sẽ ít hơn, nó chỉ khoảng vài trăm test thôi. Thì ở đây có 64.000, thì em sẽ mở lên luôn cái kết quả check theo hướng dẫn ở video hôm trước em có trình bày. Thì ở đây một cái mô tả lỗi, nó sẽ có tên file bị lỗi này, đường dẫn nó ở dòng bao nhiêu, tiếp theo là ở chỉ số thứ bao nhiêu trong cái hàng đấy, và mô tả lỗi. Thì CVV check này đưa ra ba loại lỗi là error, note và warning. Warning thì được 3 level lỗi này. Thì ở đây là các lỗi, thì một cái file, một cái lốc lỗi thì nó mất 3 dòng. Thì như vậy tổng cộng ở đây là có 96.000 này, tức là khoảng hơn 32.000 lỗi mà CVV check nó phát hiện được ra. Hơn 32.000 lỗi mà ở đây là 64.000 lỗi, tức là nếu mà trong trường hợp đúng hết thì nó phát hiện 50% số lỗi. Thì đa phần các lỗi ở đây đều là các lỗi về undefined behavior, giống uninitializable này, hay là null pointer, hay là buffer overflow, index out of range. Thì các lỗi này đa phần rất là nguy hiểm mà cái G cộng cộng trình biên dịch nó không thể phát hiện ra. Sang tab thứ hai là tab này, thì đúng không ạ, cái tab này thì nó không có mô tả lỗi. Thì ở đây nó cũng phát hiện ở những cái con trỏ này, con trỏ này bị giải phóng 2 lần này, memory leak, con trỏ này bị null, giá trị chưa được khởi tạo. Thì đây là một tập khác, hay một tập khác nữa. Thì các tập này em đều đã chạy, vì thời gian chạy rất là lâu nên em đã chạy trước rồi. Nó đều có những cái thống kê lỗi cho chúng ta, thì chúng ta có thể dễ dàng biết là lỗi ở đâu. Đấy, tập này thì nó không phát hiện ra lỗi nào hết. Thì em sẽ tìm hiểu thì tất cả những file code này thì không hiểu, tức là tên file đều chữ code ở đây. Thì chắc là tập test để kiểm tra xem có sự nhầm lẫn chăng, kiểm tra xem là tool của chúng ta phát hiện sai không, thì ở đây nó không phát hiện ra lỗi nào. Hiện ra một số lỗi. Tập này có 19 file. Đây. Thì chúng ta có thể chuyển sang HTML như hôm trước em hướng dẫn để xem trên trình duyệt. Thì em có chạy cho cái thằng Juliet test này. Thì đây là thư mục của nó. Đây array index out of bound. Thì mọi người có thể thấy cái data này nó đang có giá trị là 10. Và chúng ta có mảng buffer cũng có 10 phần tử, mà ở dưới này chúng ta lại buffer data, tức là chúng ta đang truy cập cái mảng buffer ở chỉ số 10. Như vậy là chúng ta bị array index out of bound. Thì cái này, đây là một cái lỗi mà nó phát hiện ra. Thì chúng ta có thể chuyển sang HTML chúng ta xem, để có thể nhìn trực tiếp trên cái dòng code, hoặc mọi người đang mở code theo cái số dòng, tên file, số dòng và vị trí bị lỗi. Theo cái hướng dẫn ở đây thì em đánh giá thì cái CPP check này nó để phát hiện được rất nhiều lỗi, và nó tập trung đúng như cái mô tả của tác giả là họ tập trung vào phát hiện các lỗi undefined behavior, thì nó cũng không để phát hiện được tất cả các lỗi giống như tập test này. Thì như vậy khi mà sử dụng thì mọi người cũng cần kết hợp với các công cụ như là các bộ kiểm thử khác để đảm bảo chương trình nó hoạt động tốt nhất trước khi đưa ra sử dụng. Em cảm ơn thầy các bạn đã theo dõi.